Lên lâu đài đi anh em ơi. Để coi thử, quay con Sa Pa ra cho anh em trước này nha. Con Sa Pa này là con 8001 nha anh em. Con này cũng chạy sò sát luôn nha. Sa Pa lớn còn có một con này. Con này như 6 sò hay 4 sò vậy. Này phải lôi xuống mới coi được anh em ơi. Con này nói chung là cũng chạy sò sát nha, như sò Motorola nha. Con này là 4 triệu rưỡi nha anh em. Đây là mất cặp lo. Rồi quay lại. Cặp đây là bị mất một cái lo trép này, thấy không? 12 triệu nha. Nó mất một cái lo trép trép kè. Không. Xếp lại rồi quay này. Đây có cái tủ đây. Tủ này đèn nha, Citadel nha. Tủ này của Đức luôn nè. Con này là hơn 10 triệu nha. Tủ này hơn 10 triệu. Làm gỗ đẹp nha em, gỗ piano này. Đây là băng nha. Băng cối này. Băng cối thì có đủ loại nha nè, băng 10, băng 7. Băng có nhạc và không có nhạc nha. Anh em chơi Zalo số này nha. Ở đây mình có một cặp Infinity này, hàng Mỹ luôn này. Hậu nó sau này dành cho mấy anh em thích mấy con bốc xe này. Thuộc kia một cái nữa. Con này là cái cối chạy được 2 chắc và 4 chắc. Ok chưa anh em. Còn con này là khủng bố nha. Con này nó bát 40 lần nha. Con này là Sansui. Sansui mấy thì mình quên mất tiêu rồi. Pioneer chứ. Pioneer này. Con này tiếng cũng khủng lắm nha anh em, chép kèn này. Cái này cũng Pioneer nha. Con này là 2,5 triệu. Con này là nó hát tốt luôn nha. Trong đầu có một cái âm ly 2V luôn. Nếu mà anh em chơi đầu âm ly với lại đầu cassette chung combo thì lấy cái này cũng được này. Mấy cái này là mình test hết rồi nha. Trong này có con Akai nha. Con Akai X2 ngày nha. Con này là 6,5 triệu. Cặp này là 2 triệu nha. Cặp này là Telefunken này. Hàng Đức luôn này. Ở đây mình có một cái Miss Snyder của Đức nha. Đây, ở đây có hai con âm ly luôn này. Con này cũng chạy sò sát nha. Nên tháng thời làm kinh không. Làm chất lượng lắm nha. Con này là ITT nhưng mà mã máy thì quên mất tiêu mã sao đây. Nó cũng chạy 4 sò sát luôn nha, đa dòng điện nha. Nó bị bớ chỗ đây rồi. Con đây cỡ tầm hơn 3 triệu chút xíu bán nha nè. Con này là của hàng Đức vậy luôn á. Anh em chơi mình test cho. Còn con đây cũng test rồi. Con đây hát ngon lành nha. Con đây Woodin R45. Con này nó có bass mid, bass chép và có mid nữa nha. Có trên mid nữa nè. Đây không. Nó có chỗ đây nó cho cái mid này nó cho từ 160Hz tới 6.3kHz. Con này cũng hát tốt luôn nha. Coi còn con nào nó cái nhỏ nhỏ nha anh em chưa. Cái này cái lo đàn, cái này cũng Nhật này, cái này 1,5 triệu này. Con này là Sansui cũng hát tốt luôn của Mỹ này, con này 4,5 triệu. Mâm thang thì mình còn cái này Philips. Sub thì có hai con nha, nhưng mà nó vô điện mà chưa hát. Một con vô điện không hát, nhưng một con không vô điện nha. Cái này hàng Mỹ JBL nha, hai con này 5 triệu nha anh em. Giờ coi lại nha. Bỏ tùm lum hết này. Âm ly với tủ đài của Đức này, băng cối nữa đây nè, mấy loa bóc xem nhỏ nhỏ này anh em làm hết cục đây không. Rồi coi đây chắc còn cỡ khoảng 4 cặp 4 5 cặp ạ. Chỗ đây rồi này nè, mấy chút đây nè, cái đóng này để coi chính xác mấy cặp này. 3 cặp 4 cặp 4 cặp 2,5 triệu nha. Có mấy cặp bố tông Mỹ ra này cũng xịn này nha nè. Bố tông 6 này. Mấy cái đây là cũng hàng bãi gì hết luôn á nha, chứ không phải hàng ở đây nha nè. Cặp này là cặp Siemens. Ok chưa? Còn cái gì nữa. Có chỗ kia có cái micro nha.
Đây có cái laptop này bán cho anh em 500 ngàn của Samsung nha. Cái này thì nó không có sạc mà không biết tình trạng nha. Thấy không? Màn nó cũng tròn này. Nhưng mà không có sạc nha. Con này xài Win 7 này. Con xe này như Intel Pentium card Nvidia for sale. Series của nó này RV511. Ok chưa? Xuống nhà anh em ơi. Bữa vài món thôi.